Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ cho các bạn bài đầu tiên về làm quen với phần mềm Jabber. Đầu tiên các bạn đang nhìn trên phần desktop của mình thì các bạn đang thấy có phần launchpad, cái Jabber launchpad ở đây. Và khi mà cài đặt lên thì là trên máy nó sẽ hiện lên cái phần Jabber launchpad ở ngoài desktop. Và các bạn có thể mở cái phần mềm Jabber bằng cách các bạn kích đúp chuột vào. Nó hiện lên ở đây. Hoặc cách thứ hai là các bạn có thể vào trong Windows này và các bạn nhìn thấy phần Jabber Launchpad, các bạn chọn vào nó. Thì nó sẽ hiện lên ở đây. Tiếp theo là về giao diện chính của phần mềm Jabber. Như các bạn đang nhìn thấy ở đây. Đây là gồm 5 giao diện chính của phần mềm, gồm 5 phần chính của phần mềm Jabber. Ô đầu tiên, khi mình kích ô đầu tiên, với ô này thì nó là phần để thiết kế mẫu, chỉnh sửa mẫu, nhập mẫu và số hóa mẫu. Còn với ô thứ hai, ở phần này thì liên quan phần sơ đồ, tức là sẽ là phần rác sơ đồ và phần tác nghiệp sơ đồ. Với ô thứ ba thì là phần vẽ sơ đồ và cắt sơ đồ. Ô thứ tư, ở phần này là phần quản lý hệ thống và các tiện ích của Acumac. Còn với ô thứ 5, ở phần này là các cái tài liệu hướng dẫn sử dụng ở về hệ thống phần mềm. Và khi mà mình làm việc thì mình thường mình sẽ làm ô đầu tiên và ô thứ 4. Đây là hai ô mà mình sẽ làm việc.